vào cuộc sống để bớt đi nỗi khổ, niềm đau. Hòa thượng cũng là người hướng dẫn tu thiền một cách đơn giản nhưng vô cùng khoa học và hiệu quả, đã giúp cho rất nhiều tăng ni cũng như Phật tử tìm thấy được lợi lạc trong việc thực hành pháp môn này. Và hôm nay, chúng ta là những người rất là may mắn, đủ duyên lành, tập hợp về đây để được gặp và để được nghe những bài pháp thoại từ Ngài. Hòa thượng luôn một lòng thương tưởng đến hàng hậu học, cũng như mong muốn sao tất cả chúng ta học Phật, hiểu được giá trị cốt lõi, bản lai diện mục của chính mình. Chính vì thế, giờ đây xin mời toàn thể Phật tử của chúng ta cùng nhau một lòng hướng về Pháp Tòa. Dạ con kính thỉnh Hòa Thượng ban cho chúng con thời pháp thoại tối nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiền diện tại Lotus Garden Resort ở Hàm Tiến, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2023. Thật là thiện duyên khi chúng ta gặp nhau ở đây. Thì đoàn của chúng tôi là Thiền Ứng Dụng Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có thiện duyên ra đây để thực hiện lời dạy của Đức Phật, hay là của Phật giáo, là trí tuệ đi với từ bi, và thể hiện qua cái việc làm ngày hôm nay. Đó rằng buổi sáng đoàn của chúng tôi đã chia sẻ tình yêu thương với hai xã đồng bào dân tộc ở xã Đông Giang và Đông Tiến của Hàm Thuận Bắc. Và tối nay cũng rất là có thiện duyên khi mà chủ resort Lotus Garden ở đây đã hỗ trợ để giúp cho cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thì cái chủ đề đó là mục đích của cuộc sống. Thì như chúng ta biết qua mạng truyền thông ở trong nước cũng như ở nước ngoài, con người sao nhìn thấy càng ngày càng thấy loạn lạc. Lịch sử của con người từ xưa tới nay phải nói rằng là đầy cả những cái cuộc là chiến tranh. Và rồi hiện nay cũng đang là như vậy. Và rồi chúng ta thấy con người đối xử với nhau là phải nói rằng là quá nhẫn tâm. Trước đây chúng tôi có đọc được một cái câu nói của Đức Phật: rỗi ren thay là đời sống loài người, và phóng khoáng thay là đời sống của là những con thú. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái con người của chúng ta rằng là nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó rất là bất ổn. Bất ổn. Và rồi chúng ta thấy những cái thông tin ngày nay đó, ngoài chiến tranh ra rồi, chúng ta thấy là cái tình cảm của con người thiêng liêng và cao quý nhất, đó là đời sống vợ chồng. Như chúng ta biết rằng là Đức Phật là ca ngợi cái đời sống là vợ chồng. Sinh ra cái cuộc đời này mà không gặp Phật á, đó, thì ngoài vấn đề thờ cha kính mẹ ra thì cái đời sống vợ chồng Ngài cũng ca ngợi. Vì bà Ngài có nói rằng đời sống vợ chồng mà hạnh phúc á thì đó chính là thiên đàng. Đó chính là thiên đàng. Và thế rồi chúng ta cũng thấy vậy. Quả thật cái con người tồn tại là cũng ngang qua cái hôn nhân. Chính nhờ cha mẹ mà con người mới có mặt hiện hữu trên cái cuộc đời này. Và rồi cái đời sống vợ chồng
là nó có một cái giá trị rất là thiêng liêng và cao quý. Thế nhưng con người á, nó càng ngày, và như chúng ta thấy rằng vật chất thì càng ngày là càng đầy đủ, nhưng mà cái đời sống tinh thần, cái đời sống tình cảm nam nữ vợ chồng là nó có một cái gì đó rất là bất ổn. Và mở những cái thông tin là mấy ngày, mới một hai ngày nay thôi đó. Những cái thông tin mà rất là chúng tôi đọc, chúng tôi rất là bất ngờ, không tưởng tượng được, mà Đức Phật đã tiên đoán từ lâu rồi. Ngài so sánh rằng giữa con người và cái con vật á, con người nó có cái gì đó là nó rối ren, nhưng mà cái con vật á, ngó về nhưng mà nó lại rất là phóng khoáng đó. Thương thì nó nói thương, giận thì nó nói giận, không thích thì nó không thích, mà thích thì nó ve vậy là cái đuôi rất là rõ ràng. Phần đông là như vậy đó. Nhưng con người thì lại khác. Và rồi chúng ta thấy hầu như là cái con người nó sống trên cái cuộc đời này á, không biết sống để làm cái gì. Mục đích của cuộc sống để làm cái gì, hình như con người chưa xác định được. Và hầu như con người chỉ chạy theo là tiền bạc, của cải, vật chất. Vì vậy cho nên rằng là cái đề tài hôm nay á, chúng tôi sẽ dựa trên lời Đức Phật dạy, rồi những quan sát, những cái phát biểu của thế gian, rồi kinh nghiệm của bản thân. Tối nay sẽ có hai phần. Phần đầu là thuyết pháp với cái tựa đề mục đích của cuộc sống, và cái phần hai là cái phần về thiền và hướng dẫn thiền. Thì bây giờ là cái phần thứ nhất, là cái bài thuyết pháp mục đích của cuộc sống. Thì một hôm có một cái câu chuyện giữa Đức Phật và những cái ngoại đạo trẻ tuổi Ni Kiền Tự, Ni Găng Tha. Chúng ta biết rằng là vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, cách nay khoảng 2500 năm á, thì có một cái giáo phái cũng rất nổi tiếng đó. Mà cái giáo phái này là nổi tiếng về vấn đề lý luận, mà cái phái Ni Găng Tha. Và khi mà Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ á, thì hầu như tất cả các cái giáo phái có mặt tại Ấn Độ lúc bấy giờ đều là phải nói thất bại. Khi mà Đức Phật xuất hiện với những giáo pháp của Ngài, thì trong xã hội từ vua chúa cho đến là quan quân, cho đến là dân chúng, người ta ngưỡng mộ Ngài, ca ngợi Ngài. Và vì vậy cho nên các cái giáo phái khác ở Ấn Độ rất là ganh tức, và luôn tìm cách để mà đặt ra những cái câu hỏi nghi vấn, bắt chẹt Ngài, nhưng mà đa số là thất bại. Thế một hôm sau cái cuộc tranh luận á, giữa những cái vị tăng sĩ trẻ phái Ni Găng Tha với Đức Phật á, thì sau cuộc tranh luận đó Đức Phật mới hỏi: này các Ni Kiền Tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc hơn ai? Thế rồi những cái vị tăng sĩ Ni Kiền Tự đó trả lời rằng Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua. Sa-môn Gotama đây là cái tên khác của Đức Phật. Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua. Và thế rồi Đức Phật là hỏi lại: vì sao? Thế rồi là các Ni Kiền Tự đó mới trả lời rằng sở dĩ Sa Môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua vì Sa Môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một giờ,
có thể ngồi thiền được trong một ngày, có thể ngồi thiền được trong hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày. Nhưng nhà vua không thể ngồi thiền được trong bảy ngày, sáu ngày, năm ngày, thậm chí cho đến một giờ cũng không ngồi thiền được. Và lúc đó Đức Phật trả lời rằng đúng như vậy. Một cái câu chuyện ngắn, nhưng đây giống như là một cái thông điệp Đức Phật muốn để lại cho hậu thế. Chúng ta nghe lại này. Đức Phật hỏi: giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc hơn ai? Ngài đặt vấn đề là hạnh phúc. Giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc hơn ai? Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật mặc dầu xuất thân từ dòng vua chúa, nhưng mà sau khi mà trở thành là tăng sĩ đi hành đạo rồi á, thì Ngài chỉ có là tam y và cái bình bát, ngoài ra không có cái gì hết, vô sản. Nhưng mà nhà vua thì rất là giàu có, thế này đó. Nhà vua thì giàu có, vật chất đầy đủ, vợ đẹp, con thơ, quyền lực. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn cho hậu thế thấy được hai cái bề mặt, hai cái phương diện của cuộc sống, một bên là vô sản và một bên là giàu có, đại tư sản. Nhưng qua câu chuyện chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn để lại cho hậu thế một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Đó là giữa đời sống vật chất và tinh thần á, thì đời sống tinh thần là quý giá nhất, thiêng liêng nhất. Đó. Giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc hơn ai? Đó, còn quý vị thấy không? Đức Phật là vô sản, trong khi nhà vua thì rất là giàu có. Vậy mà không những Đức Phật mà ngay cả những cái người mà tu tập á, ngoại đạo đấy, họ cũng xác nhận rằng hạnh phúc á, là chính cái đời sống tinh thần, chứ không phải là từ đời sống vật chất. Không phải là giàu tiền, giàu bạc là hạnh phúc, mà chính đời sống là tinh thần. Mà cụ thể ở trong này đó chính là thiền. Thiền. Đây là một cái thông điệp. Đó. Và chúng ta thấy ngày nay con người hầu như khắp mọi nơi ai cũng đặt cái vật chất lên hàng đầu. Đó. Giàu tiền, giàu bạc, giàu quyền thế, những cái chức vụ cao trong xã hội, hầu như con người chạy theo cái đó, chạy theo bằng mọi cách, kể cả những cách bất hợp pháp. Thích quyền lực, thích giàu tiền, giàu bạc, và họ cứ nghĩ rằng đó là mới là hạnh phúc. Họ cứ tưởng rằng đại gia, giàu tiền, giàu bạc, quyền thế cao mới là hạnh phúc. Nhưng rồi với những cái suy nghĩ bình thường của chúng ta, chúng ta thấy rằng nhà giàu mà cũng phải khóc. Đây là những cái cảm nhận của người là hiện tại. Còn Đức Phật thì đã thấy từ lâu rồi. Ngài xuất thân từ là hoàng tử, một cái vị vua tương lai gần, có vợ đẹp, con thơ. Nhưng mà Ngài thấy rằng trong cái sự giàu có đó, chỉ là phải nói là nó là tạm bợ, như một áng mây bay. Và trong cái sự giàu có đó là khổ đau. Vậy cho nên Ngài đã đi tìm chân lý. Và Ngài đi tìm chân lý rồi thì ban đầu thì Ngài đi theo
Bà La Môn giáo với cái phương pháp khổ hạnh. Ngài cứ tưởng rằng là ép sát, ăn một ngày một hạt đậu, một hạt mè. Và Ngài cứ tưởng rằng ép sát như vậy theo lời dạy của Bà La Môn giáo là đúng. Trong 6 năm ròng rã vậy, Ngài đã tu tập chuyên cần hơn cả ngoại đạo nữa, cả Bà La Môn giáo nữa. Nhưng rồi Ngài thấy cái phương pháp khổ hạnh đó là không đúng, và sau đó Ngài đã từ bỏ. Ngài đã từ bỏ và Ngài chọn một cái con đường là tu tập riêng. Ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong 7 tuần lễ và chứng ngộ. Ngài thấy được chân lý, cảm nhận được chân lý. Và cái chân lý này là nó vượt qua những cái đối đãi, vượt qua là cái giàu có. Cái giàu có là bản chất nó mang lại khổ đau. Mà cái ép sát khổ hạnh á, cái bản chất nó cũng là khổ đau. Cho nên là cái con đường mà Đức Phật đi á, đó là cái con đường trung đạo. Hắn vượt lên những cái cặp là đối đãi, hưởng thọ dục lạc, cũng như là ép sát khổ hạnh. Và rồi từ cái tuyên bố của Ngài, sau này khi mà Ngài là chứng ngộ xong á, Ngài đi hoằng pháp, Ngài đi hoằng pháp trong suốt 45 năm. Thì trong suốt 45 năm đó là chúng ta thấy là Ngài á, trước khi mà kết thúc một cái bài giảng á, Ngài thường khuyên các đệ tử của Ngài: này các tỷ kheo, đây là ngôi nhà trống, đây là bãi tha ma, đây là khu rừng, các ngươi hãy thiền định, chớ hối tiếc về sau. Ngài thường dặn là như vậy. Và không những Ngài dặn dò các đệ tử, kể cả xuất gia của Ngài nữa, là hãy ngồi thiền đi, mà bản thân của Ngài ngày nào là cũng ngồi. Và Ngài đi khất thực hoằng pháp, chiều về giảng pháp cho các vị tỳ kheo, tối thiền định, ngày nào cũng như ngày nào. Và thế rồi năm Ngài 80 tuổi, khi già yếu á, trước khi mà nhập diệt á, thì A Nan thì già bên cạnh á, khóc vì sắp sửa là bổn sư không còn trên thế gian này nữa. Và thế rồi Đức Phật đã để lại những cái lời di chúc, trong đó Ngài có đề cập đến thiền. Này A Nan, người nào nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời, sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp, thì những người đó là tối thường trong hàng đệ tử của ta, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Như vậy là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng là Ngài Phật Thích Ca là có thật. Phật Thích Ca là một người, một con người có thật, sinh ra tại Ấn Độ, có lý lịch rõ ràng, không phải là tưởng tượng. Đức Phật Thích Ca không phải là tưởng tượng. Ngài là một con người, nhưng một con người đặc biệt, một con người có trí tuệ. Và rồi chúng ta thấy Ngài chứng ngộ là nhờ cái gì? Ngang qua thiền. Rồi trong suốt 45 năm thuyết giảng, bản thân Ngài cũng ngồi thiền, và Ngài khuyên các đệ tử của Ngài xuất gia cũng như tại gia là hãy ngồi thiền. Người nào mà ngồi thiền á, đó là tối thường trong hàng đệ tử là của Ngài.
dù trong quá khứ hay là trong là tương lai. À, Ngài để lại một cái di chúc mà tinh nghĩ chúng ta thấy rằng à, hóa ra có thể nói rằng thiền là cái pháp môn cốt lõi của đạo Phật. Thiền là cốt lõi của Phật giáo. Và cái thiền đây chúng ta có thể nói là thiền niệm hơi thở hay là thiền tứ niệm xứ, như được ghi chép trong kinh tạng là Pali của Phật giáo Nguyên Thủy. Mà hiện nay là cả cái nước Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện đang hành trì thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là Vipassana. Thì cái phần này, phần thứ hai này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị nói về mấn cho tràng pháp tay nha bác. Đó đó, sở dĩ mà thầy đi tu đây á là không phải là mê tín, nó phải có một cái gì đó là chứng thực. Mình là phải cái con chuột bạch. Sau này đi tu rồi mới nghe Đức Phật dạy. Khi mình nghe ai nói cái gì đó, khoan vội tin, khoan tin, đừng có nhắm mắt mà tin, mà mình phải ứng dụng cái lời họ dạy như thế nào, có thử có đúng hay là không. Đó, họ dạy như vậy đấy, rồi mình áp dụng, mình áp dụng trong thực tế có đúng như lời họ tuyên bố hay là không. Và mình thấy đúng, quả đúng vậy, thì lúc đó là mới tin. Và cũng rất may rằng là thầy năm 20 tuổi, thầy phải nói đây là may mắn thôi đó. Thầy mê thiền, mê thiền. Và từ cái thiền đó, nó làm cho thầy những cái triệu chứng bệnh tật nó tiêu, mà nó biến mất. Và từ đó không biết tại sao mình ngồi thiền vậy mà càng ngày là càng thấy khỏe thể xác và tinh thần. Từ đó nó dẫn dắt thầy đi tiếp tục và cho đến ngày hôm nay. Và sau này thầy mới biết rằng như Đức Phật dạy á, pháp của ta dạng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng nghiệm, không phải để mà tin, không phải tin. Đến là những lời dạy của Đức Phật là rất thực tế. Đó, mình tới mình áp dụng, có hiệu quả ngay hiện tại. Cho nên phần thứ hai chúng ta sẽ học cái này. Bây giờ quay lại rằng cái đề tài của chúng ta là mục đích của cuộc sống. Và như vậy rằng là chúng ta thấy đây là những cái gì được ghi chép trong kinh điển mà chúng tôi chia sẻ lại cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta coi khoa học này. Thì quý vị biết rằng là bên Mỹ á, có một cái đại học y khoa rất nổi tiếng, đó là đại học Harvard. Đại học này nổi tiếng, có thể nói là nhất thế giới. Thì cái đại học này người ta mới nghiên cứu, người ta thấy rằng nước Mỹ là một cái nước rất là giàu có, thuốc men đầy đủ. Vậy mà tại sao bệnh nan y nhiều thế? Tim mạch, huyết áp, tiểu đường, trầm cảm, ung thư, tự tử. Tại sao mà nhiều thế? Thì sau đó họ mới đi tìm hiểu, nghiên cứu. Và sau đó là họ mới biết rằng hóa ra rằng là do bị stress, tức là bị căng thẳng đầu óc. Ai có dịp đi qua Mỹ rồi mới thấy người dân Mỹ á, họ làm việc ghê lắm, đầu tắt mặt tối. Buổi sáng lái xe đi, một tay lái, một tay cầm ổ bánh mì, hoặc là một tay cầm ly cà phê,
tranh thủ thời gian đi làm cho kịp giờ đó. Tại vì nếu như mà trễ vài lần á, là bị đuổi. Mà quý vị biết là bên Mỹ á, là mọi việc mua trong nhà là đầy đủ lắm. Xe hơi, tủ lạnh, máy móc, nhà cửa hầu như ai cũng có. Nhưng tất cả là đều phải là trả góp, chứ họ không cho trả một lần như Việt Nam của chúng ta. Bắt là trả góp. Mà người nào mà trả một lần á, là có chừng là cảnh sát họ sẽ để ý tiền đâu mà trả góp, mà tiền đâu mà trả liền. Và thế rồi thì tất cả những cái trả góp đó được thanh toán vào cuối tháng, là còn cuối tháng là có lương. Và chính cuối tháng đây là cái mà mọi người dân Mỹ là rất là gọi là băn khoăn, là lo lắng. Cái bill hàng tháng phải trả, phải góp xe hơi, gắn máy, tủ lạnh, nhà cửa, bảo hiểm, mọi chi phí. Bởi vậy cho nên rằng họ rất sợ là thất nghiệp, sợ thất nghiệp lắm. Vì mọi việc sinh hoạt của gia đình đều tùy thuộc vào cái đồng lương. Cho nên vì quý vị biết họ cày, mà bên kia họ dùng cái danh từ mà đi làm, mà họ dùng danh từ cày, cày, cày từ sáng là đến tối, tối về là coi như lăn ra ngủ, làm cả ngày đừ rồi. Quý vị biết là bên kia buổi trưa họ đâu có nghỉ trưa đâu. Nghỉ khoảng 1 giờ cho ăn trưa xong rồi là vô làm việc tiếp. Cho nên là hầu như cái con người phần đông là đầu óc nó bị căng thẳng, bị căng thẳng. Và đây chính là cái lý do chính yếu này. Cái đại học Harvard này người ta mới thấy rằng đây là cái lý do chính yếu tại sao mà dân Mỹ lại là bị bệnh nan y nhiều như vậy. Đó. Và thế rồi họ đi nghiên cứu tiếp. Vậy thì cái phương pháp gì hay là cái bài thuốc gì có thể đoạn trừ cái nguyên nhân là stress này? Thì sau đó họ tìm hiểu, họ mới thấy đây rồi là cái gì quý vị biết không? Cái bài pháp là cái bài thuốc để mà nó đoạn trừ cái stress là nguyên nhân của những bệnh tật. Thì đó chính là phương pháp thiền Phật giáo. Phương pháp thiền Phật giáo. Và rồi không phải thời gian gần đây, mà vào khoảng năm 1900 á, khi mà y khoa phương Tây là phát triển, những nhà bác học Nga, rồi Pháp, Đức, Mỹ, người ta tìm hiểu, thì người ta thấy rằng những cái rối loạn về tinh thần là nó gây ra bệnh tật đâu khoảng 80%, 85%. Bệnh tật là nguyên nhân do là lo sợ này, rồi là căng thẳng đầu óc này, mà vân vân, những cái thuộc về phương diện là tinh thần. Đã. Thì họ thấy rằng chính cái này góp phần làm nên là bệnh tật. Và khi họ đã thấy thiền là có khả năng tiêu diệt cái nguyên nhân là stress đó, thì họ mới bắt đầu cho áp dụng. Đã. Mà quý vị biết rằng người Mỹ là tiêu biểu cho cái thế giới phương Tây. Phương Tây mặc dầu họ là đa số là những cái tôn giáo cầu nguyện, nhưng họ rất là tin về khoa học. Cả gì mà đúng về lý trí là họ tin lắm. Và quý vị có biết rằng là cái đặc điểm của người phương Tây là quý vị biết họ bảo vệ chân lý ghê gớm lắm.
Trước đây quý vị có biết ông Galilei đó, biết không? Thời kỳ ở bên châu Âu mà thời kỳ là La Mã đó. Thì ông Galilei, nhà thiên văn học này á, ông ta khám phá ra là cái quả đất á, là hình tròn chứ không phải là hình vuông. Nhưng mà bên giáo hội La Mã thì cho rằng cái quả đất là hình vuông đó. Nhưng khi ông phát hiện rằng quả đất là hình tròn á, và ông tuyên bố công khai á, thì giáo hội làm mới nói ông là hãy rút lại cái tuyên bố đó. Nếu như không rút lại tuyên bố đó thì sẽ bị xử tử. Vậy mà ông ta bảo lưu cái tuyên bố. Vậy mà ông Galilei đó bảo lưu cái tuyên bố bằng cách rằng là vẫn khẳng định quả đất là hình cầu. Thế rồi sau đó ông bị là treo cổ. Như vậy là để cho chúng ta thấy người phương Tây á, họ rất tin về khoa học. Cái gì đúng á, là họ chấp nhận. Họ chấp nhận cho dù chết. Cho dù chết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy khi mà Đại học Harvard y khoa Mỹ khám phá ra được vậy rồi thì họ cho áp dụng liền. Họ cho áp dụng. Và quý vị biết họ rằng là cho trẻ em á, ngồi thiền và ăn chay. Tự nhiên họ thí điểm đó. Tại sao? Vì họ thấy rằng là cái bệnh tật á, là cũng do ăn mặn nhiều quá. Cho nên họ phối hợp là kết hợp thiền và ăn chay để giúp cho trẻ em là đỡ bệnh tật. Và không những vậy mà có nhiều người họ áp dụng thiền và ăn chay trong trị bệnh ung thư là tại Mỹ nữa. Và rồi quý vị biết rằng hầu như mọi lĩnh vực ở bên Mỹ người ta đều ứng dụng thiền vào trong cuộc sống. Ứng dụng đó. Rồi quý vị mấy CEO, mấy nhà lãnh đạo của Apple đó cũng đi qua Ấn Độ học thiền rồi về rồi là chỉ dạy lại cho nhân viên. Rồi quý vị biết rằng là không những vậy mà ngay trong quân đội Mỹ người ta vẫn ngồi thiền đó. Cho nên quý vị không tin, quý vị lên là Google, lên YouTube đó, quý vị gõ vô cái là nhà US military army là meditation, là quý vị là sẽ thấy rằng là nó hiện ra rất nhiều cái hình ảnh những người lính Mỹ trẻ nhưng mà họ ngồi thiền. Và quý vị biết rằng là bản thân của chúng tôi cũng vậy. Năm 2018 được hai cái đại học Thiên Chúa Giáo Loyola và Xavier ở thành phố New Orleans ở tiểu bang Louisiana miền Nam nước Mỹ, họ cũng mời đến để mà chia sẻ một cái đề tài của Phật giáo, đó là mindfulness hay là thiền chánh niệm. Nào quý vị thấy đại học Thiên Chúa Giáo đó mà họ dám mời một tăng sĩ bình thường là đến từ đất nước là Việt Nam nhưng mà họ sẵn sàng miệng rằng là cái đề tài đó họ có thể học hỏi được, có thể áp dụng được. Và thế rồi là họ đã mời chúng tôi là chia sẻ. Như vậy để cho quý vị thấy rằng Mỹ nói riêng, thế giới phương Tây nói chung thì đa số là theo những cái tôn giáo thần quyền, nghĩa là thờ cầu nguyện là thượng đế, là thần linh. Nhưng họ rất là thực tế. Mình phải biết được cái đặc điểm này. Họ rất là duy lý. Cái gì đúng là họ áp dụng. Chết họ cũng áp dụng. Đó là thì cái này là cái mà Phật tử Việt Nam của chúng ta là phải
là phải lưu ý. Đứng về mặt lịch sử, lúc quý vị biết rằng Phật giáo đến Việt Nam là lâu lắm, trước cả Trung Quốc. Và nếu như ai mà có dịp đi Hà Nội á, thì đi ra là cái chùa Pháp Vân ở phía đông nam Ấn Độ, khoảng ở phía đông nam Hà Nội khoảng 25 cây. Nó có những cái di tích mà trong đó là cái là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Cái trung tâm này đã hình thành ở đó. Trước hai cái trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc là Lạc Dương và Bành Thành. Đã, nếu như mà hai cái trung tâm Phật giáo đó nổi tiếng về sau này, thế kỷ thứ 5 là thứ 6, khi mà cái đường tơ lụa từ bên là Tây Á, bên Ấn Độ mà đi về Bắc Kinh á, là đi ngang qua hai cái trung tâm đó. Nhưng mà hai cái trung tâm nổi tiếng đó là sau cái trung tâm Phật giáo của Việt Nam mình, trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở gần Hà Nội. Đó, đứng về mặt Phật giáo, về mặt lịch sử là Phật giáo có mặt ở Việt Nam rất lâu. Nhưng cho đến ngày nay, hầu như chúng ta chủ yếu là niệm Phật A-di-đà để sanh về thế giới phương Tây cực lạc. Hầu như là đi đâu cũng thấy là niệm Nam Mô A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Và hàm ý rằng để mà sở dĩ mà con cầu nguyện như vậy, để mà khi mà chết được sanh về thế giới phương Tây. Và họ đã biến Đức Phật A-di-đà như một vị thượng đế có quyền năng là ban pháp, là sự đi lên đi xuống cho con người. Tội như vậy. Ở đây chúng ta không nói đúng sai, mà chúng ta phải thấy tại sao mà phương Tây á, họ là duy thần, nhưng mà họ lại áp dụng thiền trong cuộc sống hàng ngày. Áp dụng thiền Phật giáo đó, trong khi chúng ta là mang danh là con Phật mà lại rất lâu nữa chứ, kỳ cựu, trước cả Trung Quốc, trước cả Nhật Bản, Hàn Quốc, trước cả Lào, Campuchia, Thái Lan. Vậy mà bây giờ hầu như cái pháp môn chính yếu là niệm Phật A-di-đà. Thậm chí là quý vị biết không, hôm đó là thầy đi qua bên Mỹ đó, giảng pháp, sau đó được nghe nói rằng là cái ông hội trưởng của cái chùa đó tuyên bố rằng chúng tôi chỉ cần biết Phật A-di-đà thôi, không cần biết Phật Thích Ca là ai. Tội vậy đấy. Phật Thích Ca là có thật mà họ lại không có tin. Trong cái Phật A-di-đà là biểu tượng như một cái vị thần linh hay thượng đế thì lại tin. Trong cái phương Tây á, là người ta đi ngược lại. Người ta thuộc cái tôn giáo là thần quyền thượng đế, nhưng họ lại áp dụng thiền rất là thực tế. Trong khi Phật tự mình, Việt Nam mình niệm Phật A-di-đà để cầu mong rằng về thế giới phương Tây cực lạc, nhưng họ đâu có biết rằng là Phật giáo rất là thực tế. Phật giáo rất là thực tế. Nếu như mà phân tích ngay trong kinh A-di-đà, chúng ta vẫn thấy yếu tố thiền định nó nằm ở trong đó. Yếu tố thiền nó vẫn nằm ở trong đó. Xá lợi Phất, nhược hữu thiền, nam tự thiền, nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn.
Kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật dự chư thắng chúng hiện tại kỳ tiền thì nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đây là một cái đoạn chữ Hán trong kinh A Di Đà đó. Trong cái đoạn này nói rất rõ theo cái luật nhân quả. Nhân là cái gì? Trong bài kinh này nói rõ ai mà niệm danh hiệu của Ngài đến cái nhất tâm bất loạn, từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đây là gì? Là thiền. Thiền. Và một khi mà chúng ta có cái nhân hiện tại là tâm bất loạn á, thì cái quả nó là tương ưng. Cái quả là nó tự đồng. Kiếp này an lạc thì kiếp sau cũng an lạc. Và cái an lạc đó, như chúng ta thường được biết, trong kinh A Di Đà gọi là cực lạc đó, nha, cực lạc. Mà cực lạc còn có một cái tên gọi khác nữa là tịnh độ. Tịnh là thanh, là thanh tịnh, độ là đất. Mà đất thanh tịnh là gì? Đất thanh tịnh là ám chỉ cho cái tâm của chúng ta. Ám chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cực lạc mà đối với cái người hiểu biết á, thì đó chính là tịnh độ. Mà tịnh độ là gì? Tịnh độ là cái tâm nó thanh tịnh. Bởi vậy cho nên cái người mà có cái người trí á, người hiểu biết, họ đọc kinh A Di Đà họ hiểu cách khác. Nếu như mà đa số hiểu rằng là sau khi mà niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được sanh về thế giới phương Tây cực lạc sau khi chết, thì cái người trí họ cũng đọc cái bài kinh đó mà họ thấy rằng là cái cực lạc đó là ngay hiện tại. Khi mà ngồi thiền, khi mà niệm Phật đến cái tâm bất động á, thì họ sẽ đạt được cái thế giới cực lạc, hay còn gọi là tịnh độ, hay là cái tâm thanh tịnh ngay hiện tại, nhân quả đồng thời. Đó. Nhưng mà hình như là ít người là biết cái chuyện này lắm. Họ cứ nghĩ rằng là niệm Phật để sanh về thế giới cực lạc đâu đâu đó. Thế giới cực lạc này mà lên Google Map là gõ một cái là bó tay, không có chỉ được, vì nó có đâu, phải không? Mà cái cực lạc đó được người trí hiểu đó là cái tâm thanh tịnh. Vì sao mà chúng tôi dám nói là như vậy? Tại vì kinh điển là nó có cái mối liên hệ mật thiết là với nhau đó. Nguyên thủy hay là đại thừa, về mặt ngôn ngữ thì nó có thể rằng là nó khác, nhưng mà cái ý tưởng, cái nghĩa bóng của nó là thống nhất. Để chúng tôi là viện dẫn cho quý vị một cái bài kinh trong là Phật giáo Nguyên Thủy ghi chép trong kinh tạng là Pali á, nha. Bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Trong cái bài kinh này thì chúng ta biết La Hầu La là con trai của Đức Phật trước khi Ngài đi tu. Sau khi Ngài thành đạo rồi á, Ngài về thì La Hầu La là xuất gia trở thành người Sa Di. Và thế rồi một hôm là Sa Di La Hầu La khi mà chơi với các bạn á, là khoe: này các huynh, thấy ta đây đẹp trai không nào? Mà Sa Di nhỏ mà thì đâu có biết gì đâu. Thì quý vị thấy tướng, mà thấy tướng của La Hầu La, mặc dù mình chưa thấy nhưng mình nghĩ rằng là ổng chắc lại là phải đẹp, phải không? Vì con của ai quý vị? Con của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia, phải không? Mà Đức Phật mình thì chắc chắn là đẹp rồi. Kinh ca ngợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bởi vậy cho nên khi La Hầu La là tự khen mình á, thì lọt đến tai mà Thế Tôn. Chiều đó Thế Tôn cho gọi La Hầu La tới: này La Hầu La, có phải sáng nay ngươi khoe ngươi đẹp là phải không? Thì La Hầu La trả lời rằng: dạ bạch Thế Tôn, có ạ. Có. Rồi thế rồi là Đức Phật mới hỏi: này
ta hỏi ngươi, bây giờ là ngươi đẹp vậy đó, nhưng 80 tuổi rồi á, thì thế nào? À, lúc đó La Hầu La trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con mà đến năm 80 tuổi hả, con không có đi thẳng được, con phải đi lưng còng còng vậy này, rồi con phải cầm cây gậy này, rồi da con nó sẽ không có căng bóng như bây giờ, mà lúc đó da con là nó nhăn nheo, là tóc con à, là cái mắt của con á, là nó sẽ mờ, không còn rõ như bây giờ nữa. Và lúc đó là Ngài dạy cho một cái bài pháp. Đúng rồi. Cho nên ngươi phải là hiểu biết, ngươi phải là quán cái con người và vũ trụ này á, là vô thường, khổ là vô ngã. Cái bản chất của con người và vũ trụ này là vô thường. Vô thường là không có thường hằng, không có ai sống mãi mãi hết. Là không có cái tiền bạc nào mà mình sở hữu mãi mãi hết. Tại vì chúng ta là người sở hữu, mà chúng ta chỉ sống khoảng 100 tuổi, 110 tuổi, có ai sống nhiều hơn nữa đâu, phải không? Là có sống hơn chăng nữa là cho 102, 103 gì là cùng thôi. Thì làm sao mà là tiền bạc giả sử như mình có, mình đâu có mang theo được, mình đâu có giữ được. Đó. Và con người cho đến cái thế giới này còn về nhà, cửa, xe, cổ, máy móc, vũ trụ nữa, nó đâu tồn tại mãi mãi. Nó không có thường hằng. Và vì nó không thường hằng về cho nên là nó khổ. Chẳng hạn như mà cái người mà còn cái người xấu khổ thì đã không nói rồi. Nhưng mà cái người đẹp á, đó, là bây giờ đẹp đấy, nhưng mà sau một thời gian rồi thì nó thay đổi. Thế này, năm 18 tuổi thì đẹp, nhiều người săn đón. Nhưng mà đến năm 40, 50, 60, 70, 80 nữa là mình thấy đó. Năm 40 là bắt đầu có cái nếp nhăn rồi. Mình nói thôi đừng có nhăn nữa. Nhưng mà nó có chịu nghe đâu, phải không? Hắn tiếp tục nhăn cái thứ hai, tiếp tục nhăn cái thứ ba. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã là vậy đó. Vô ngã là mình không làm chủ được. Đó. Mình không làm chủ được. Và khổ là tại vì là những cái gì mà mình vui, mình hạnh phúc á, mình tưởng rằng là nó mãi mãi, phải không? Đó. Nhưng mà rồi những cái hạnh phúc mà ở thế gian á, nó chỉ tới một cái giới hạn nào đó thôi. Thế rồi là đường ai nấy đi. Không còn là cặp kè như trước đây nữa. Khi mà già yếu rồi, có người trước, người đi trước, người đi sau. Thì Ngài nói rằng là cái cuộc đời này vô thường, khổ, vô ngã. Ngài dạy cho La Hầu La thấy để mà gì? Để đừng có tự cao, tự đại. Đừng có khoe khoang. Vì cái cuộc đời này có gì đâu mà khoe. Tại vì nó đâu có tồn tại mãi mãi, phải không? Đó. Và chúng ta thấy trong cái cuộc đời này là cũng thế. Chẳng hạn như là quý vị thấy báo chí đăng ông, cái ông chủ tiệm vàng, qua một cái cơn bão thôi mà bao nhiêu cái vàng trong cái nhà của ông là bay hết. Hắn thổ cho bay ở Quảng Trị đó, Quảng Trị là Đông Hà gì đó. Và rất nhiều cái chuyện tương tự, để cho thấy rằng cái cuộc đời này nó mong manh, nó không có rằng là nó mãi mãi bất an. Và sau khi mà dạy cho La Hầu La về, rồi Ngài dạy cái này này mà nó có liên quan đến tịnh độ đây, thưa quý vị. Ngài dạy như thế này: Này La Hầu La, giả sử như có người thả xuống đất một cái vật dơ, đất phản ứng như thế nào? Thì La Hầu La thưa: Bạch Thế Tôn, đất im lặng. Rồi Đức Phật nói tiếp: Rồi bây giờ có một người thả cái đồ sạch xuống đất, đất phản ứng như thế nào? Thì La Hầu La trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, đất cũng im lặng. Đây này, xong rồi là Ngài mới dạy này: Cũng vậy ngươi, nếu như có ai khen ngươi thì ngươi phải im lặng.
Và nếu như ai có chê ngươi á, thì ngươi cũng phải im lặng. Và Ngài dạy rằng ngươi phải tu tập cái tâm của ngươi giống như đất. Tu tập cái tâm của ngươi giống như đất. Và rõ ràng đây là gì? Là tịnh độ. Thấy không? Tịnh độ. Tịnh độ là được Đại Thừa về sau này ví cho cực lạc của người niệm Phật A-di-đà đấy. À, cực lạc có một cái tên khác nữa là tịnh độ. Đó. Cho nên là chúng ta thấy người mà hiểu kinh điển là sướng lắm. Nguyên thủy hiểu là vui, hạnh phúc. Đại Thừa mình hiểu cũng là vui và hạnh phúc. Và chúng ta thấy kinh điển dù nguyên thủy hay Đại Thừa gì đều dẫn dắt con người trở về với cái hiện tại, với cái thực tế, với cái sự an vui có mặt ngay trong cái cuộc đời này, không phải đời sau khi chết. Nếu như chúng ta tu Phật giáo mà chúng ta cứ đời sau khi chết để được lên cực lạc á, thì cái này là sai rồi, thưa quý vị, sai rồi. Đạo Phật là đạo của hiện tại. Cái thiên đàng mà nếu như có cũng là phải hiện tại. Và do con người, phải do con người chứ không phải là từ Thượng Đế. Để thầy kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe nha. Thiên đàng và địa ngục, quý vị có thích nghe không quý vị? Một hôm có một, còn cái này, cái câu chuyện này nó xảy ra ở bên Nhật vào cuối thế kỷ thứ 13 nha. Vào cuối thế kỷ thứ 13. Thì quý vị biết Nhật á, là nó, tinh thần của nó là võ sĩ đạo. Ai mà làm mất mặt nó là nó giết liền. Cái tinh thần võ sĩ đạo của Nhật là ghê gớm lắm. Mà đây là một ông tướng nữa, huống gì là một ông tướng. Thế rồi một hôm đó cái ông tướng người Nhật đó nghe quân sĩ mình ca ngợi có một ông là thiền sư. Mà ca ngợi cái ông thiền sư này lắm. Thì là tự ái mà. Mình đây không ca ngợi mà đi ca ngợi cái ông thầy nào đó. Cho nên cái ông tướng quân đó quyết định hôm đó đi đến cái chỗ mà ông thiền sư này ngồi. Thì sau khi đến á, thì ông tướng, khi mà ông tướng đến á, thì cái vị thiền sư này mời tướng quân ngồi. Nhưng mà ông tướng này vỗ bàn cái rống chỉ vào mặt mà ông thầy á, mà là thiền sư á. Địa ngục ở đâu? Thiên đàng ở đâu? Đấy à. Thế rồi là quý vị biết cái ông thiền sư là phản ứng là thế nào không? Cái ông thiền sư cũng là vỗ bàn cái rống chỉ vào mặt ông tướng á. Mặt mày như là cái thằng ăn mày ở ngoài chợ. Đấy à. Mà ông tướng mà ông nghe là ai là cũng ca ngợi ông tướng mà. Vậy mà ông thiền sư này dám nói mình là giống như tên ăn mày là ngoài chợ. Rút kiếm ra. Vừa mới rút kiếm ra một cái, ông thiền sư nói đây là địa ngục. Thế rồi mà ông biết đấy, mà địa ngục, rút ra cái là địa ngục. Rồi ông tướng biết rồi, ông mới đút kiếm vô lại. Đây là thiên đàng. Cho tràng pháp tay nữa. Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là thiên đàng và địa ngục là ở đâu? Ở đây. Ở trong cái ứng xử, ở trong cái tâm của con người. Ở trong cái tâm của con người hiện tại đấy. Mà khi cái tâm của mình mà an vui, đó là thiên đàng. Mà cái tâm của mình mà nó là nội dần, là ác bất thiện, thì đó là địa ngục. Thiên đàng và địa ngục không phải từ bên ngoài, mà từ do con người nha.
Bây giờ là để thầy kể thêm một cái câu chuyện nữa để nói lên rằng tinh thần Phật giáo á, là quý vị phải thấy tự độ. Tự độ đây là tự mình giải thoát, chứ không phải là cầu nguyện đâu. Cầu nguyện là chỉ ban đầu thôi, sau đó mình vào mình phải học, mình tu học để tự mình giải thoát. Bây giờ là thầy kể một cái câu chuyện thiền thứ hai, cũng ở bên Nhật Bản á, cũng để cho thấy rằng cái vai trò của con người. Cái hay của đạo Phật á, là cái chuyện khổ đau á, là phải do mình giải quyết, chứ không phải cầu nguyện. Nè, không phải là cầu nguyện, mà phải do cái trí tuệ của mình, sự nỗ lực của mình, thì mình sẽ thoát khỏi cái khổ đau. Đặt nặng cái vai trò con người đó. Cũng giống như là trước đây á, quý vị biết mà, trước khi tại Ấn Độ, mà trước khi Đức Phật xuất hiện á, Bà La Môn giáo thờ thần Vệ Đà, mà thờ thánh kinh là Vệ Đà và cầu nguyện Thượng Đế nhá, là Phạm Thiên, Đại Ngã, Tiểu Ngã, thờ Phạm Thiên. Nhưng khi mà Đức Phật mà xuất hiện rồi á, thì Ngài không có ca ngợi thần linh, mà Ngài tự mình chứng ngộ. Và Ngài thấy rằng á, là gì? Con người khổ đau là do mình, và nếu như muốn hết khổ đau nữa cũng do mình. Cái vai trò con người quan trọng lắm trong việc tu tập Phật giáo. Để thầy kể một cái câu chuyện cũng xảy ra ở Nhật nữa cho quý vị nghe. Vào cái giai đoạn mà chiến tranh á, cũng là giống như 12 sứ quân ở Việt Nam mình á, thì một hôm đó là cái đơn vị quân đội của ông này bị bao vây, là nghĩa là kẻ địch nó bao vây, là còn cái nhóm lính là của ông. Thế rồi ông thấy nguy rồi, bây giờ ông phải rằng là kích thích là cái tinh thần chiến đấu của quân sĩ. Cho nên ông ta mới là: này các binh sĩ, bây giờ chúng ta phải rằng là tin tưởng vào sức mạnh của thần linh nghe. Nếu như ta thả cái đồng tiền này xuống đất mà nó hiện lên cái mặt người á, thì thần linh báo cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng nghe. Thế rồi ông cầm cái trừ tiền thảy lên một cái, rồi nó rớt xuống đất, và binh sĩ thấy hiện lên cái mặt người à, và lúc đó tự nhiên là binh sĩ là hăng lên, không còn lo sợ nữa, vì có thần linh là hỗ trợ mà. Cho nên là binh sĩ bây giờ coi như là một lòng và đánh thắng và thoát khỏi cái vòng vây à. Thế rồi là sau khi mà chiến thắng, mà sau khi thoát khỏi vòng vây rồi á, mới là quân sĩ mới nói: trời ơi, công nhận thần linh là thiêng liêng ghê á, thần linh là thiêng liêng, thần linh đã hỗ trợ chúng ta chiến thắng thoát khỏi cái vòng vây. Nhưng mà ông tướng nói: này không phải vậy đâu. Thế rồi ông cầm cái đồng tiền ra, mở ra cho mọi người xem, thì cả hai mặt đều là có mặt người hết. Thì cái câu chuyện này là quý vị thấy gì? Là ẩn ý cái gì? Ẩn ý rằng à, do con người hết. Khi con người mình mà có trí tuệ, à, có trí tuệ, có trí khôn, là mình vượt qua khổ đau, chớ không phải là cầu nguyện. Tinh thần Phật giáo là không phải là cầu nguyện, mà chính là cái tự lực đó, chính cái là tự lực. Và rồi tí nữa qua cái phần 2 á, thầy sẽ hướng dẫn cho cái việc cái phần tự lực này à. Rồi và bây giờ tiếp theo là cái phần thuyết pháp này, thì cũng như là thầy nói đầu giờ, thầy đi tu ở đây á, không phải nhắm mắt mà đi tu à. Mà quý vị biết rằng là cái động cơ mà đi tu á, thời kỳ Đức Phật à, là Ngài có nói ở trong kinh á, có nhiều người là vì nghèo đói quá mà đi tu, có nhiều người vì nợ nần quá mà bỏ đi tu à.
nợ nần quá bị mafia đòi là sợ quá là nhảy vô tu, mấy ông trốn. Rồi có nhiều người là vì trốn quân dịch mà đi tu. Rồi có nhiều người đi tu là vì muốn được làm trụ trì. Tại vì làm trụ trì thì Phật tử họ mới cúng dưỡng, mấy ông. Rồi động cơ nữa, có nhiều người đi tu để thấy mặt mày của vua chúa có khác gì là với mình không. Tại vì vua chúa ở bên Ấn Độ đời nào mà đi xuống dưới dân làng, phải không? Mà chỉ đi vô các là tăng đoàn thôi, cũng còn cúng dường Đức Phật và các vị tỳ kheo thôi. Cho nên là nhiều người đi tu chỉ cái mục đích như vậy, để có thử mặt ông vua có khác gì mình không, mặt bà hoàng hậu có khác gì mình không, phải không? Đó. Và rồi trong kinh cũng có nói nữa, tuy nhiên cái động cơ sau cùng đó, đi tu vì mục đích giải thoát khổ đau. Đó. Như vậy rằng là Ngài nói trong sáu cái động cơ này thì cái động cơ sau cùng đó, mới là đúng, mới là chính đáng. Đi tu là để giải thoát. Đi tu để giải thoát. Đây là cái động cơ là đúng đắn. Thì bản thân của Thầy là cũng vậy. Thì Thầy là quý vị biết rằng là hồi nhỏ Thầy sinh hoạt gia đình Phật tử, nhưng Thầy đâu có tin là kinh điển đâu. Thầy nói kinh điển là một thứ là chơi chữ. Vì sao vậy? Vì khi mà Thầy sinh hoạt gia đình Phật tử và mỗi chiều Chủ nhật á, thì thường hay tụng kinh là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Phải không? Bát Nhã là Tâm Kinh đó. Thì sau khi mà tụng kinh xong á, ra sinh hoạt, thì Thầy mới hỏi các anh chị á, này mà anh, này chị, hồi nãy chúng ta đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái nghĩa nó như thế nào mà sắc tức thì không, không tức là thị sắc? Em không hiểu gì hết. Thế rồi là các anh chị nói là cũng không giải thích được, cũng không có hiểu. Mà thế rồi lúc đó mình nghĩ trong đầu, trời ơi, tụng kinh mà không hiểu, thôi tụng làm cái gì? Ồ, như vậy là kinh điển Phật giáo là chơi chữ rồi. Là chơi chữ. Cái gì thì nói thẳng ra đi. Cái gì thì nói thẳng ra đi chứ. Cái gì mà sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó. Cho nên là Thầy không có tin. Thầy không có tin kinh điển Phật giáo. Cho đến... Với lại Thầy cũng kể một cái này là cho quý vị. Khi hồi nhỏ Thầy thấy người ta bệnh tật á, Thầy thấy thương lắm, thấy không? Lúc đó Thầy mơ ước, chà, ước gì mà nay mai mình lớn lên á, mình làm bác sĩ, thấy không? Cho nên cái mộng Thầy thời kỳ ở Huế đó là Thầy học mục đích để ra làm bác sĩ. Nhưng mà rồi cái tình thế nó không cho phép. Năm 72 mùa hè là đỏ lửa, Thầy phải bay vào trốn lính ở Đại học là Vạn Hạnh á, vừa học ban kinh tế. Nhưng mà mỗi người hình như nó có một cái số sao, phải không? Trong cái rủi nó có cái may. Trong cái rủi nó có cái may. Mà cái rủi là gì? Cái rủi là mình không được học y khoa mà phải học kinh tế. Mà kinh tế là Thầy đâu có thích, phải không? Nhưng mà học cái này là nó khỏi đi lính. Nhưng khi mà học Đại học Vạn Hạnh qua năm thứ hai á, Thầy lại gặp viện trưởng Thích Minh Châu. Thì lúc đó cái môn mà Thượng tọa Thích Minh Châu viện trưởng dạy á, là cái môn con người và xã hội. Và kết thúc cái môn học đó là cái bài, là cái bài kinh niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Thì khi mà học cái bài kinh này để kết thúc đó, thì Thầy linh cảm, à có lẽ đây đây, có lẽ đây là cái mà mấy lâu nay mình là thắc mắc đây. Và thế rồi kết thúc là cái môn học đó, viện trưởng Thích Minh Châu mới nói, bắt đầu kể từ ngày mai chúng tôi sẽ mở những cái khóa thiền 3 tháng cho sinh viên. Và Thầy là một trong 150 sinh viên đầu tiên
tham dự cái khóa thiền. Nhưng mà rồi quý vị biết rằng là ngày đầu tiên là đông lắm, nhưng mà đến cái tuần lễ cuối cùng để mà kết thúc đó, thì còn vọn vẹn đâu là khoảng 10 người à, bỏ cuộc hết. Bỏ cuộc. Còn khoảng 10 người để ăn một cái liên hoan là nhỏ nhỏ. Và sau rồi Hòa Thượng nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai sẽ mở một cái khóa thứ hai. Và thầy cũng đăng ký. Người ta bỏ cuộc nhưng thầy thì lại không. Thầy lại thích học. Và rồi nó có kết quả. Quý vị biết khoảng 6 tháng sau á, thì tất cả những triệu chứng bệnh tật của thầy á, lúc đó thầy 21 tuổi nhé. 21 tuổi. Những triệu chứng bệnh tật của thầy như là mồ hôi tay này, hồi hộp này, ban đêm nằm chiêm bao mộng mị này, ít khi mà có một giấc ngủ sâu. Học thì nó khó tập trung. Chăm học nhưng mà khó tập trung. Thì tất cả những cái triệu chứng bệnh tật này là nó biến mất. Và lúc đó thầy tự nhiên thầy thấy, ố, hay à, hay. Và cứ đó rồi là cứ vậy mà đi tới. Mà bắt đầu thầy đâu có nghĩ rằng là mình cạo đầu đâu, không có. Không có. Mình cứ nghĩ rằng là miệng, rằng cái tâm của mình là nó hay là được rồi, biết không? Nhưng sau rồi á, với cái thời gian là sau đó cứ tới tới, mà tự nhiên rồi với thầy một hôm nha, một hôm là nghỉ hai tiết đầu, mà thầy học bên chỗ là kinh tế mà khoa học xã hội, còn bên khoa là Phật học là đối diện. Chẳng hạn như đây là cái hành lang, đây bên này là phân khoa khoa học xã hội, còn bên cái bức tranh đó là khoa là Phật học, cách nhau một cái hành lang thôi, mà đời nào thầy đi qua phân khoa là Phật học, vì thầy nói đây là cái thứ là chơi chữ mà, đây là thứ là chơi chữ, qua đó để làm cái gì? Nhưng là thế nào quý vị biết không? Lúc đó thầy nghỉ 2 giờ đầu, thầy nói thôi bây giờ 2 giờ đầu này không biết đi đâu, thôi mình chạy qua cái thư viện Phật học coi tự có cái gì là ở bên đó. Thì khi thầy bước vào cái phân khoa Phật học á, thầy đi một vòng, thì cái đi một vòng thầy lừa ra một cái quyển sách mỏng thôi. Thầy, tại vì mỏng mình mới đọc hết chứ, biết không? Vì có 2 giờ đồng hồ nhớ mấy. Rút ra đọc Kinh Kim Cang Giải Nghĩa, mà thầy chẳng biết Kinh Kim Cang Giải Nghĩa là cái gì hết. Nhưng khi lật qua bên trong đó, nó nhằm cái câu gọi là ưng vô sở trù như sinh kỳ tâm. Mà quý vị biết sau này khi mà xuất gia rồi á, mình mới biết chính là cái câu này mà lục tổ Huệ Năng á, chứng ngộ. Và sau này là vua Trần Thái Tông á, cũng là chứng ngộ cũng nhờ cái câu kinh là Kim Cang này. Ưng vô sở trù như sinh kỳ tâm là nghĩa của nó là cái gì? Ứng vô cái chỗ không bám víu, ứng vô cái chỗ không bám víu mà sinh khởi cái tâm đó. Hay nói một cách khác là chúng ta phải ngồi thiền để đạt tới cái tâm không còn bám víu vào cái gì hết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tâm mình là trống rỗng. Và thầy mặc dù là sinh viên, nhưng mà có những lúc thầy ngồi thiền thì thấy có người là nhẹ nhàng lắm, có người mà nói giống như là không còn có cái thân nữa. Mà đến nỗi mà cái thân là mắng nhè, hắn nhè đến có đến nỗi mà thầy sợ nó té đó, hắn bay lên là té. Thật sự ra thì nó không có bay, nhưng mà cái tâm mình cũng nhẹ quá. Hắn nhẹ quá mình cảm thấy như cả cái con người mình nó bay giữa là cái hư không. Và rồi mở mắt ra, mở mắt ra để trở về với cái thực tại. Và cái tâm của mình là nó, sau này mình mới biết rằng là cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái thiền. Mà trong Kinh Kim Cang là mô tả ưng vô sở trù như sinh kỳ tâm. Hãy sinh khởi cái tâm mà đừng có bám víu là cái gì đó. Và khi chúng ta ngồi thiền mà cái tâm của mình nó không còn bám víu một cái gì, quý vị cảm nhận tuyệt vời.
một cái trạng thái tâm nó an lạc, nó thanh tịnh mà nó sung sướng. Đây. Và rồi thầy kể cái câu chuyện này tiếp để vì nó có liên hệ đến cái thiền nha. Thì quý vị biết khi mà thầy học cái pháp môn này năm 1973, tháng 9 năm 1973, thì đất nước mình đến 30 tháng 4 là có cái biến cố lịch sử, thấy không? Thế rồi lúc đó ở miền Nam tất cả sinh viên phải về quê, và thầy cũng nằm trong cái diện đó, thầy về quê. Thì thầy về Bình Tuy, tại vì nhà lúc đó là ở Bình Tuy, cũng ở tiếp giáp với Bình Thuận đây, mà Bình Tuy nhà lầm rẫy. Lúc đó khoảng tháng 6 là tháng 7, thầy tháng 6 tháng 7 năm 1975, thầy về đó, thầy lầm rẫy cùng với là mẹ và mấy đứa em, hằng ngày đi vào trong rừng là cưa cây. Cưa mấy cây lớn lắm, cưa về bán lấy tiền làm mua gạo, tại vì giai đoạn đó là khó khăn lắm. Nhưng mà thầy không có một chút gì là nó buồn hết đó. Và rồi thầy vẫn tiếp tục là ngồi thiền, sáng nào cũng ngồi, ban đêm nằm ngủ cứ thức dậy là ngồi, 3 giờ cũng ngồi, 4 giờ là cũng ngồi. Và khi mà ngồi thiền khoảng 1 giờ xong rồi thì khi mà xả thiền thấy mẹ và các em ngủ thì thầy lại lăn ra là ngủ tiếp. Và trong cái thời gian mà ngủ tiếp cho tới sáng thầy thường nằm mơ, mà những cái giấc mơ rất là đặc biệt. Bây giờ quý vị có thích nghe thầy kể một trong những giấc mơ đó không? Tại vì giấc mơ này nó có liên hệ đến thiền, thiền. Thì trong giấc mơ đó là như thế này này. Trong cái giấc mơ là trước mặt thầy là một cái đồi trọc, một cái đồi trọc, đồi, một cái đồi nó không có cây. Nhưng mà từ xa thầy nhìn thấy, thầy thấy nó có những cái cụm khói thẳng. Mà khói, còn khói thường thường là nó phải lan tỏa đó chứ. Đây không, hắn cứ thẳng là lên bề này. Xong rồi với thầy từ trên mây thầy mới nhìn xuống những cái cụm khói thẳng đứng đó đó, coi thử nó phát xuất là từ đâu. Thì khi mà nhìn những cái cụm khói thẳng đó, nó phát xuất từ đỉnh đầu những người mang áo lam như quý vị vậy, nhưng mà đầu trọc nha, mang áo lam, và những người đó đang ngồi thiền. Trời ơi, thầy thấy thầy thích quá, thích quá, tại vì mình là cũng đang thiền mà, cho nên khi mà mình thấy là những cái cụm khói từ đỉnh đầu mà nó bốc lên á, mà thầy vui lắm, mừng lắm. Tới, thì khi mà tới một cái á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện ra chặn lại. Xong rồi là ngài mới nói như thế này: ta thử ngươi, ta thử ngươi. Thường thường là Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện ra là cứu khổ, phải không? Mình là sắp sửa là bệnh tai ương, bệnh tật này, rồi thiếu tiền, thiếu bạc, nợ nần này kia, mình cầu nguyện rồi ngài hiện ra là ngài giúp đỡ. Nhưng đây không, ngài hiện ra, ngài chặn làm cái là giữa đường, ngài nói: ta thử ngươi. Xong rồi ngài biến mất. Và đúng cái vị trí đó, một cái con quỷ, một con quỷ dễ sợ lắm, mắt nó to, mà cái nó có hai cái răng nanh, biết không? Lưỡi nó đỏ lắm, hắn khè cái lưỡi ra. Và thế rồi lửa từ trong họng phóng thẳng là tới thầy. Mà không biết là một cái phản xạ gì rất là nhanh. Lúc đó tự nhiên thầy nhắm mắt lại, mà thầy suy nghĩ: nếu như ta không còn có cái thân thì lửa này không làm gì được hết. Tại vì mình đã từng không còn có cái thân đó, biết không? Tức thì thầy nhiếp tâm lại, không còn có cái thân nữa, thì lửa nó tới đây, tới đây một cái rồi nó dồi qua phía bên tay trái. Lần thứ nhất, lần thứ hai nó phóng một cái luồng lửa nữa, cùng tới đây, dồi qua
bên phía tay trái. Rồi lần thứ ba nó phóng tới một cái, nó cũng dồi qua bên phía tay trái. Xong rồi lúc đó nó biến mất, và thầy cũng là trợ dậy. Quý vị thấy cái giấc mơ là độc đáo không? Cái giấc mơ này á, là giống như là đi thi vậy. Là thưa quý vị, mình học ở ngoài đời phải không? Mình học ở ngoài đời, xong một cái chương trình là mình phải có cái thi cử, phải không? Đó, rồi mình học lái xe cũng vậy. Học xong lái xe rồi mình cũng phải thi lấy bằng. Nhưng mà học cái này có ai làm chứng đâu. Hả? Thời kỳ mà còn Đức Phật á, thì Ngài mới làm chứng. Mà mình có ngồi thiền á, mà mình thầy của mình đã đang còn á, chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Minh Châu mà còn á, thì Ngài mới là chứng nhận là cho mình đạt hay là chưa đạt, phải không? Cũng giống như bên tổ sư thiền á, đó, thầy giữa thầy và trò. Nó có những cái bài thi đó, chẳng hạn như là ngang qua cái công án để biết ông thầy biết rằng là trò đã chứng ngộ hay là chưa, phải không? Còn đây á, mình ngồi thiền đâu có ai chứng nhận đâu. Mà quý vị thấy không? À, nhưng mà cái giấc mơ này á, là giống như là có thể nói rằng à, thôi là ngươi được rồi đó. Và bây giờ ngươi xuống núi mà đi hành đạo. Và kể từ đó, mà quý vị thấy thầy cứ tiếp tục đi tới với cái pháp môn này, với cái pháp môn này. Và trong cái quá trình mà mình áp dụng cái pháp môn này ở bên Ấn Độ, nó còn có nhiều cái đặc biệt nữa. À, nhưng mà do lý do thời gian có hạn, à, ngang qua đây với cái đề tài là mục đích của cuộc sống, ngang qua những cái câu chuyện từ kinh điển, ngang qua những cái câu chuyện của giới khoa học, và ngang qua cái chứng nghiệm của bản thân, thì thầy thấy rằng chúng ta sống trong cái cuộc đời này, mình phải có một cái hướng đi. Cái hướng đi đó là mình phải nghiêng về tinh thần hơn là vật chất. À, nghiêng về tinh thần đó, hơn là vật chất. Nghiêng về cái phương diện đạo đức hơn là tiền bạc, là phú quý. Đó. Và trong cái câu chuyện này á, thì chúng ta mới thấy rằng cái đạo đức đó, mình ăn hiền ở lành, mình không thể nói suông là như vậy được. Người ta nói thì ô, mà đi tu mình chỉ ăn hiền ở lành là được rồi. Nhưng mà ăn hiền ở lành như thế nào mới gọi là ăn hiền là ở lành? Và bên đạo Phật của chúng ta, vấn đề không phải ăn hiền ở lành, mà vấn đề là hạnh phúc hay là giải thoát. Hắn còn siêu việt hơn cả cái đạo đức. Nói đến đạo đức là nói đến thiện ác, làm điều thiện hơn điều ác. Nhưng mà Phật giáo chúng ta còn vượt lên cả cái thiện nữa. Vượt lên cả cái thiện nữa. Đức Phật nói, chớ làm các việc ác, hãy làm các cái việc thiện, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy. Đà, còn quý vị thấy không? À, cái câu thứ nhất là Ngài khuyên rằng đừng có làm việc ác. À, câu thứ hai là làm việc thiện. À, là vậy là thường chúng ta dừng lại ngang đó là số một rồi. Làm việc thiện là đạo đức đấy. À, đừng làm việc ác, làm việc thiện là đạo đức đấy. Nhưng đạo Phật còn đi xa hơn nữa. Giữ tâm ý thanh tịnh. À, cái thứ ba này đó chính là thiền, giữ tâm ý là thanh tịnh. Chính khi chúng ta tu thiền á, chúng ta thực tập cái thiền này á, mình tất cả những cái vọng tưởng nó vắng lặng. À, mà chúng ta biết chính cái vọng tưởng này là nó tạo ra cái suy nghĩ thiền hay là suy nghĩ ác, phải không? Nhưng mà thiền á, là nó diệt luôn những cái vọng tưởng, hay gọi là vọng niệm. Và nó sẽ đưa hành giả tới cái chỗ rốt ráo, siêu việt thiền ác. Đó. Cho nên rằng là với qua cái bài giảng này, thì thầy muốn gửi đến cho quý vị
rằng là sống trong cuộc đời chúng ta nên sống có đạo đức. Chúng ta nên là bỏ ác làm thiện, nhưng rồi chúng ta phải học tập, chúng ta phải tu thiền. Có như vậy mình mới đạt đến là cái đích mà như Đức Phật hằng mong muốn. Ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Rồi kính chúc tất cả của Phật tử chúng ta là luôn được an vui trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi như vậy là phần thứ nhất là đã qua. Bây giờ là qua phần thứ hai, chúng ta có thể nghỉ ngơi là đôi chút, xong rồi là mình vào. Không biết rằng là cô Thanh Sa có ý kiến gì không? Sự viên thành, mãi là cây đa cây đề để hàng Phật tử của chúng con nương theo tu học. Và một lần nữa xin cảm ơn gia đình Phật tử Đàm Thụy đã tài trợ chương trình này ạ. Trước khi chúng ta vào phần 2 của thiền thì xin mời quý Phật tử chúng ta cùng chắp tay và xin mời Hòa Thượng đọc hồi hướng ạ. Xin mời chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật. Rồi mời chúng ta nghỉ ngơi hả?